trong tài chính dưới 200 thì các bác có thể cân đối lựa chọn tham khảo chiếc này nhé. Đấy, chiếc sedan này em vừa mới về này, một mẫu sedan phân khúc B chất lượng Nhật, phiên bản đủ luôn cả nhá, có phanh ABS này, có túi khí an toàn, có gương kính điện, hai cửa gió điều hòa. Đây, xe thì em đang cho lỗ máy này các bác này. Chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé, cột kèo zin hết đấy. Đây, chiếc xe này zin từ nhập trong dàn cò này, cũng từ nhà máy nhé, nhưng còn trong dàn cò từ nhà máy này. Có phụ phanh ABS bốn bánh này, một chiếc xe bản đủ 2.5 nên là với mức nhiệu rất là hợp lý rồi, loanh quanh 6 lít thôi, nên là các bác có thể thì dịch vụ taxi đều rất là ổn luôn nhé. Đây tổng thành kết quả của em nó đây. Và chiếc xe này thì hồ sơ đã bên em đã rút hồ sơ rồi, hồ sơ cầm tay rồi, nên là các bác lấy về xe về thì rất là chủ động, sẽ chúng ta chỉ việc bấm biển là xong thôi, rất là nhanh gọn, rất là tiện lợi, không phải chờ đợi rút hồ sơ như các bác biết rồi, thời điểm này rút hồ sơ rất là lâu, khám đăng kiểm thì còn đến tận tháng 3, tháng 5. Dàn lốp thì bác chủ xe cũng vừa mới thay và có cả trang bị thêm bộ lăng dàn lốp đa chấu rất đẹp luôn nhá. Gầm thì không mã luôn, máy gầm của chiếc xe này khẳng định không đối thủ luôn. Đây phần gầm ấy, các bác xem tham khảo này, không mù mọt gì nhá, đời 2015 rất cao luôn, sedan hạng B, Nissan Sunny này, nội thất của em nó đây rất là sạch sẽ, gương kính điện, hai túi thiên toàn, màn hình Android, ca nùi, ca máy trình đầy đủ rồi nhá, nội thất ghế hai màu này rất là mới. Đây cho các bác xem phần nội thất đằng sau này, rất là rộng rãi luôn các bạn, có cửa gió sau nhá. Đây, ngồi xong rất là thoải mái, rất là thoáng đấy. Một dòng xe Nhật rất là lành, nên là các bác có thể đi đường trường, đường dài thì khá là yên tâm nhé các bác nhé. Dòng này rất là lành và phụ tùng của em nó thì rất là dễ tìm thôi. Đấy, nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi sở hữu mẫu xe này, đi gia đình hay dịch vụ là rất ok. Nissan Sunny 2015 nhé, số sàn máy 1.5, bản đủ với tài chính 180 triệu đồng thôi. Ở bên em sẽ hỗ trợ tiền phí rút hồ sơ các bác. Các bác lấy xe về chỉ việc vào tên là bấm biển là xong thôi. Đây, xe thì tổng thể rất là cứng luôn nhá, một kèo zin máy số còn nguyên bản, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm khi sở hữu chất lượng của chiếc xe này. Bên em bao tên rất là kỹ rồi. Đây, nội thất rất là sạch sẽ, lên đầy đủ đồ chơi rồi, sơn chi tổng thể màu đen. Mọi người quan tâm đến mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em nhé, số điện thoại 0354 152 888 nhé. Xin cảm ơn các bác.